Rồi các bạn ơi, sáng nay thì đi gặp được anh Hưng chủ quán nha. Thì chắc xin nhờ anh Hưng chia sẻ xíu về cái phở sáng kèm này anh. Hello, xin chào buổi sáng thứ ba tại Hà Giang nha các bạn. Xin chào kênh Đi Việt Nam ha. Thì các bạn nhìn nãy các bạn vừa thấy nên uống ly cà phê xong ha, với một cái view tuyệt đẹp và tuyệt đỉnh. Các bạn uống cảm giác rất là phê, và cảm giác nhìn cái không gian này ấy các bạn, nó lắng động và nó làm cho chúng ta cảm giác rất là giống như là tái tạo năng lượng ấy các bạn. Thì ngày hôm nay giống như ngày tối ngày hôm qua, nếu các bạn đã xem những cái vlog trước ha, thì các bạn sẽ thấy nên sẽ bắt đầu có một cái hành trình vào buổi sáng này rất là sớm ha. Thì nên thật sự mà nói, các bạn đi nhiều ngày, đi rất là nhiều ha, và leo trèo cũng rất là nhiều nên rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay nên rất là cố gắng để mà thức thật là sớm để đi ăn một cái món mà có thể là các bạn sẽ có những người biết, có những người chưa biết và rất nổi tiếng ở khu này luôn các bạn. Đó là phở tráng kèm. Thay vì ăn tại resort nên bỏ qua cái sức ăn tại resort để mà đi ăn cái phở tráng kèm này. Các bạn thấy này nha, cái phở tráng kèm này nó nằm ở dưới này nè các bạn, nằm nên gọi nó là thung lũng đi nha. Thì ở dưới này nè các bạn là nó có cái làng tráng kèm ha. Thì người ta sẽ bán phở ở dưới này luôn ha. Thì nên sẽ từ đây xuống đó và ăn cái phở để mà giới thiệu đến các bạn ha. Tại thật sự mà nói, lâu lâu có một dịp đi thì thôi đi luôn cho nó chót ha các bạn. Còn nếu kịp thời gian nữa thì mình sẽ về lại cái khu resort để mà ăn cái phở ngô bún ngô. Thì nghe các bạn ngang qua nói cũng rất là hấp dẫn các bạn, đó là làm từ ngô luôn mà ra thành cọng phở ha. Thì nếu kịp thời gian nha, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hành trình đi khám phá phở tráng kèm. Nên mà con đường nên lội bộ xuống lấy xe các bạn. Thì các bạn thấy ngoài sau lưng nên không các bạn, là một cảnh quan vô cùng đẹp các bạn ơi. Các bạn thấy không, những cái đám mây nó bay lơ lửng nè các bạn thấy không, mây nó bay lơ lửng trên những ngọn núi ha, và giữa thung lũng luôn. Nó tạo ra một cảnh sắc vô cùng đẹp các bạn, giống như là mình đang lạc vào tiên cảnh. Thật sự mà nói nên không thể nào mà không quay cho các bạn xem được. Các bạn nhìn này nha, từ ở góc đó các bạn thấy cái cánh mặt trời nó chiếu không các bạn, nó xuyên qua những cái đám mây ha, nó tạo thành một cái lớp giống như nó mờ ảo ảo á các bạn thấy không, những cái tầng mây nó mờ ảo ha. Xuống tới thung lũng này á các bạn, thì bắt đầu các bạn thấy những cái đám mây nó bay nó tạo giống như là một lớp sương mù á các bạn cho cái thung lũng này. Thiệt nói quá đẹp các bạn ơi, nên không còn diễn tả lại được, đẹp thiệt. Rồi thôi mình đi các bạn, trễ giờ thấy các bạn, thôi mình đi thôi, bye bye. Khoảng một cây số mấy ha, từ cái Hermon Village ha, mình xuống dưới này ha các bạn. Thì ở đây giống như là một cái khu thị trấn đó các bạn, ở đây nó gọi là phố Tráng Kèm, quận 3 Hà Giang ha. Thì nên được recommend cái quán phở, đó là Hưng Thiệp phở Tráng Kèm ha, phở và cơm luôn. Thì ở đây nên thấy cũng là một cái điểm của nhà xe luôn các bạn, có nhiều nhà xe lắm ha. Nè các bạn thấy nè, nhà xe đi Đồng Văn nè các bạn, Bằng Phắn nè, nó cũng tập kết ở đây luôn các bạn. Nếu các bạn đi Hà Giang qua bên Mèo Vạc hoặc là qua bên Đồng Văn á, thì là cũng là đi nè các bạn thấy không, xe đậu quá trời nè. Và cái quán phở gì cũng hấp dẫn lắm các bạn. Bây giờ mình vô quán phở nha. Không gian của quán phở cũng rất là lớn nha. Rồi nên thấy không gian quán phở rất là lớn, thì bắt đầu này sẽ kêu phở ăn ha. Rồi các bạn ơi, sáng nay thì đi gặp được anh Hưng chủ quán nha. Thì chắc xin nhờ anh Hưng chia sẻ xíu về cái phở tráng kèm này ha anh.
Em từ Sài Gòn ra thì không biết cái phở trắng kim này có gì đặc sắc không ạ? À? Ở đây thì cái phở trắng kim này thì nó đặc khác biệt với mọi nơi, là phở mọi nơi người ta có phải người ta trắng, nghĩa là bánh phở là phải nhập người khác về để làm, nhưng mà đây là tự bản thân mình làm ngay từ đấy. Mình làm cách sao anh? Ra được cái bánh phở anh. Thì anh Hưng sẽ vừa làm cho khách luôn mà vừa giới thiệu luôn nha các bạn. Tại sáng nay cũng hơi đông. Wow, các bạn thấy anh chế nước phở đấy. Gái bê cho mẹ thì không bê cho cô kia nhé. Rồi, vâng, vâng. Tiếng các bạn, các bạn để cho anh Hưng bán. Chú đang bận thì cháu ghi hình của cái cô gái này. Các bạn thấy không, thì nãy em nó thì cái này là người ta làm từ cái bột gạo, các bạn thấy không, da là được cái xinh xến như này, rồi xong cái người ta sẽ chán cái bánh phở ha, sán cái bánh phở lên trong cái nồi hơi nè, thấy không, đó khoảng 5 phút em, 5 phút không, chắc khoảng 5 phút thì người ta đem ra ta phơi trên này nè các bạn, đó thì đem phơi xong, đem phơi trong bao lâu em? Đem phơi khi nào nó kiểu sáng sáng rồi mình lấy ra phơi. Có khách thì bỏ xuống cắt. Đấy. Nè các bạn thấy ha, thì người ta đem ta phơi giống gì nè các bạn. Bánh. Rồi xong rồi ta tới thời gian lấy cắt nè. Em lấy cắt đi em cho anh coi thử coi. Đó các bạn thấy không? Em đang lấy xuống để cắt nè. Đó. Để mình coi em cắt thế nào nha. Đó. Bên này thì này bọn dọn đi là nó thưa khách một ngày. Thì... Dạ vâng, sao chị? Cắt cái này có cần kinh nghiệm không em, hay chỉ cắt cho nó vừa tay thôi? Cắt cho nó vừa tay. Vừa tay cái gì đâu ha, để mình ăn được ha. Dạo bén quá. Các bạn thấy không? Rồi sau đó mình sẽ tới cái công đoạn làm ra một cái tô phở ha. Cho đi chắc anh giúp em làm một cái tô phở anh. Vâng, cho em luôn đi. Vâng. Okay, này các bạn nhìn thấy, các bạn thấy anh Hưng cắt nó sẽ chuyên nghiệp hơn này các bạn. Không? Wow. Đều tay quá ha. Cắt này có cần cái số lưu ý gì không anh? Dạ không. Cứ cắt thoải mái thôi anh. Vâng. Thấy anh cắt điêu luyện không các bạn? Quá điêu luyện ha. Và cộng nó rất là đều ha. Mà cách anh ship để mà anh cắt cũng đều nữa các bạn. Quá đều luôn. Dạ vâng, em đang làm ạ. Rồi sau đây chắc anh Hưng sẽ làm một cái tô phở hoàn chỉnh cho các bạn xem nha. Thì công đoạn làm phở hoàn chỉnh luôn. Anh làm cho 7 bát. Rồi. Anh cái nước lèo có lưu ý gì không anh? Nước lèo chủ yếu là đây. Móc em đây chỉ vô. Đây nha, không có như đây. Ở dưới xuôi là nước lèo là cho xương bò, đây chỉ có xương gà với xương lợn với chân gà. Nhà làm cả cơm đấy. Wow. Đây đặc thù như thế. Nhìn khác biệt ha. Ở dưới kia người ta làm là cho cả bò. Cho cả bò nhiều đấy. Nước dùng ngọt là ngọt từ xương như. Cả một cái nồi một nồi nửa nồi nước dùng là toàn xương. Cái bánh phở anh chán thêm cho nước nóng ha. Cái chân qua để nóng. Chân qua nước nóng. Ở dưới miền Tây mà ở dưới miền Nam mình gọi là chán, cái này riêng này thì gọi là chằn nha các bạn. Chằn nó giống như chán nước đúng rồi, chân qua. Rồi. Đó. Anh đang làm cho khách nè các bạn, 7 tô. Nên thấy những cái công đoạn nó rất là hòa quyện với nhau á các bạn, giống như là một người thì chán bánh, một người cắt bánh, một người thì làm phở. Các bạn thấy không? Chẳng quá. Cái phở này đặc biệt nhất là chỉ ăn với gà thôi đúng không anh? Vâng, vâng. Mà trên này thì khác. Cái gà này nó khác biệt ở điểm nào anh? Gà này là dân người ta nuôi, người ta không có cám. Là trên này nuôi ăn, nhưng mà nếu mà không quen thì là nó dai hơn bây giờ gà xuôi. Đấy.
Dạ. Nuôi thì gà công nghiệp thì vâng. Có việc cần ví dụ con đóng học. Đây con thì đóng cứ, học hoặc đúng là rồi. Có các cái việc cần lấy tiền để tiêu trong gia đình họ mới đem đi họ bán. Nên gà nó ngon. Bình thường thì họ không bán, bình thường họ có phải nuôi công nghiệp đâu cho cán cái gì đâu, họ thả trên đồi trên núi thế này. Có việc là bên em thì họ bán. Có nhu cầu trong sử dụng sinh hoạt trong gia đình thì người ta mới bán con gà, chứ không người ta không nuôi, người ta không mang tính chất là kinh doanh. Có nhu cầu thì người ta bán, không thì thôi. Người ta làm là tươi nó không có hạt the. Đấy, tươi không có hạt the, nó ra ăn cái sợi bánh thì nó mềm hơn, nó còn được họ mà cho giòn giòn là nó ngon rồi. Vâng, cái bánh phở ấy rất ngon. Thường cái gia vị chính là chỉ có phở, gà với hành với ngò thôi anh ha. Vâng. Rồi, chứ chán cái nước nữa là xong ha. Vâng. Rồi, ok các bạn, hầu như là cái công đoạn cũng rất là đơn giản ha. Cháu bê cái này lên cho các nó tạo ra một cái tô phở rất là ngon nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ vào bàn ha, để mình thưởng thức cái tô phở của anh Hưng nấu. Anh cảm ơn anh nhiều nha. Anh cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Rồi xin chào các bạn nha. Sau khi mà anh Hưng làm tô phở xong á thì Nin đã ra thì phở cũng có luôn rồi các bạn, giống như anh ưu tiên cho Nin nha. Các bạn thấy không? Ở đây một không gian rất là lớn và rất là đông khách ha. Thì các bạn nhìn nè, liền một vòng đi. Các bạn thấy không? Sáng ngày hôm nay ta vô ăn rất là nhiều luôn các bạn. Đó. Và nên thấy ở đây á các bạn, thường là cái người ta ở đây ta ăn nha, cơ quan chính quyền ở đây ta ăn, và kể cả những cái khách du lịch đó các bạn, hoặc là những cái nhà xe người ta cũng ghé ăn đó nè. Các bạn nhìn nè, thấy không, rất là nhiều ha, giống như nãy Nin chia sẻ ha. Thì ở đây á các bạn, trên cái đường này á, Nha Trang giống như là Nin gọi là cái thị trấn đi, mà ở đây ta gọi là cái phố Tràng Kiệm ha. Thì rất là đông, qua rất là nhiều quán nha các bạn, nhưng mà cái quán phở này Nin thấy bự nhất, lớn nhất và đông nhất, và cũng nhìn sạch sẽ nhất nữa đó, nên là Nin mới ghé vô ăn. Thì hồi nãy cái công đoạn chế biến thì các bạn biết rồi ha, thì bắt đầu mình sẽ ăn ha. Ở đây Nin thấy nó lạ, cái phở Tráng Kiệm này các bạn, nó lạ ở cái chỗ là nó khác với cái phở Hà Giang bữa trước Nin ăn nha. Thì các bạn nếu mà coi tập 1 á các bạn sẽ thấy ha, thì ở đây người ta cho thêm rau các bạn đó, đặc sắc ở đây là cho thêm rau nha. Các bạn thấy không nè, các bạn nhìn cái cải nè, nó cải xà lách tím nhìn rất là ngon không các bạn, ngon không đó, Nin bỏ vô luôn nha. Rồi quên nữa, để thôi che tô phở đi. Này các bạn nhìn tô phở trước đi. Này các bạn thấy không? Wow, cái bánh phở là người ta làm luôn, không có chứa hàng the gì hết, làm tự nhiên hết, 100% tự nhiên, ăn trong ngày luôn nha, ăn trong buổi luôn. Mà ở đây chỉ bán buổi sáng thôi nha các bạn. Bạn đi buổi trưa, buổi chiều không có nha, chỉ bán đúng buổi sáng thôi. Và cái gà này á, giống như nãy anh kia chia sẻ các bạn, cũng là một cái anh vô ngồi ăn thôi. Nhưng mà anh thấy Nin quay thì anh chia sẻ cái gà này các bạn là những cái người ta là nuôi á các bạn, là chỉ có bản dốc đồ á, và những cái người dân tộc á, khi mà có cái vấn đề gì á về gia đình, người ta muốn cho con đi tiền học phí đi ăn học đồ á các bạn, thì người ta mới bán con gà hoặc bán một con gì đó để mà người ta đi thôi, chứ bình thường người ta không có bán nha các bạn. Nên là những con gà này cực kỳ hiếm ha, các bạn thấy không, cái thịt của nó nè ngon ha, thịt ngon quá ha các bạn, thịt quá trời ngon luôn. Thì bạn thấy không, chỉ có da và thịt thôi, còn có gan luôn, ngon ghê ha. Rồi Nin quay lại với cái phần rau hay các bạn, với thứ hai nữa là nó có thêm hành giấy, nhìn cái nước lèo rất là trong ha, quay sát lên đây nè. Thấy không? Nhìn cái nước lèo rất là trong nha các bạn, không, nước lèo trong vắt luôn ha. Rồi tới rau ha, thì Nin thấy có rau salad thì nãy nói rồi ha, lá tím ha, có nhiều loại rau lắm các bạn, có ngò nè, có cải salad xanh nè, rồi có rau nhấp cá nè, rồi thêm gì trời, rau răm nè, rồi có rau húng nè, bạn thấy không, rất nhiều loại rau ở đây, nên đặc biệt nên rất là bất ngờ ở nơi này, tại vì người ta thường nói phở từ miền Bắc á các bạn thì nó không có những cái rau ăn kèm ha, thì ở đây nó lại có rất nhiều rau ăn kèm, có tới 4-5 loại rau, mà ở đây đặc biệt chỉ có cái là nó thiếu giá thôi. Đó, ở miền Nam mình thì ăn thêm giá ha, còn ở đây thì người ta không có giá trụng. Đó, thì mình ăn bằng những cái loại rau này ăn kèm nha các bạn. Thì Nin sẽ bắt đầu ăn để review đến các bạn ha. Wow, quên bỏ rau vô. Rồi. Wow. Nhìn tô phở ngon không các bạn?
Các bạn nhìn tô phở ngon không? Bá cháy ha. Nhìn tô phở ngon ha. Rồi. Nên chưa có đi nếm gia vị hết các bạn, để nên muốn nên ăn thử cái phở tráng kiềm này nó cái vị nó như thế nào nha. Nên sẽ bắt đầu hút miếng nước trước. Đây. Thôi miếng nước cho thêm miếng gà luôn đi nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè ha. Wow. Gà rất là ngon các bạn ơi. Gà nó giống như là mình gọi là gì ta? Cảm giác nó giống như là cái miếng bề thui các bạn. Nó vừa giòn cái da thì nó dày nhưng mà không dày quá, không mỏng quá. Và nó áp sát cái thịt luôn. Ăn rất là giòn, rất là ngon. Và cái mùi của cái nước đó các bạn, là nó đặc trưng của cái mùi giống như là mùi nước hầm gà các bạn. Ở đây đặc sắc như vậy nè, anh Thân nói là không có bò nha, chỉ có gà thôi, đặc sắc luôn. Và thứ hai nữa, nó hòa quyện với cái nước bột gạo của bánh phở này các bạn, và cái gà và một số gia vị đi kèm ha, ăn rất là ngon. Nên bắt đầu ăn thử cái bánh phở coi nó ngon cái nào nha các bạn. Ngon các bạn ơi. Cái bánh phở này các bạn, mình nhìn á, cảm giác công đoạn nó làm giống như cái bánh ướt các bạn. Như bánh ướt, bánh cuốn á, bánh cuốn lòng gà Đà Lạt á. Nhưng mà cái người ta chế cái lớp bột gạo này dày hơn, thấy không? Thì các bạn thấy dày không? Dày hơn, và khi mà người ta chán xong người ta gấp lại cũng thành một cái miếng dày hơn. Nên là nó ra được cái bánh phở này. Bạn thấy hấp dẫn không? Ngon xuất sắc, đúng là không hổ danh là phở tráng kiềm nha các bạn. Nếu các bạn nên rất là kỳ comment, các bạn có dịp tới Hà Giang và đi qua Quảng Bạ thì các bạn ghé ăn nha. Ghé ăn ở đây thật sự nó cũng cung đường cũng khá là xa, khá là cực nhọc với các bạn để xuống được tới đây ăn được cái tô phở này. Thì rất là mong các bạn sẽ yêu quý những thức phim, like, subscribe và share cho Ninh nha. Tiếp theo đây là Ninh sẽ ăn phở, và sau đó Ninh sẽ có những hành trình gì tiếp theo thì Ninh chia sẻ với các bạn tiếp nha. Bye. Years later. Rồi các bạn ơi, nên đã tới được cái nơi mà khi mà từ cái resort nhìn xuống á các bạn nhớ không? Nên có nói là giống như một cái con suối á các bạn, nhưng mà nó không phải con suối nha, nó là một cái sông ha. Thì sau khi các bạn đi ăn cái phở tráng kiềm xong á các bạn, thì các bạn chạy lại một chút xíu ha. Các bạn chạy lại một chút xíu nha, là các bạn sẽ thấy một cái cây cầu bên tay phải ha. Thì ở đó các bạn có thể qua cây cầu này nè các bạn. Đó, và các bạn nhìn xuống cái dòng sông ha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thì cái cầu này làm bằng sắt ha. Thì đi nghĩ chắc xe hơi có vẻ là qua không được, chỉ có xe máy thôi ha. Thì ở đây các bạn nhìn nè, trời ơi, nước nó trong xanh giống như là mà bữa nay cái nước nó hơi cạn hết các bạn. Có những cái đá sỏi nhìn rất là thích ha, mà nên cũng không biết cách xuống dưới như thế nào luôn. Thì nên đang tìm cách để coi có thể xuống dưới cái sông này chơi không ha. Đó. Thì các bạn thấy nè, hai bên thấy bữa nay giống như là nước nó cạn á các bạn. Nước nó bị cạn á, nên là các bạn nhìn thấy nó không có được sâu á, mà thấy những cái đá lên nhìn rất là đẹp, rất là thích nha các bạn. Mà nên cũng không biết cái đầu nguồn nó bắt từ đâu nữa. Nếu mình thấy được nghe cái em ngày hôm qua ở bên cái khu resort nói các bạn, cái đầu nguồn nó thì nó bắt như từ Trung Quốc hay sao á. Và cái ở này thì nó sẽ chảy ra tới Hà Giang luôn ha. Thì ở đây wow, cái không gian này rất là đẹp các bạn ơi, rất là nên thơ, rất là đồng quê. Các bạn nhìn nè, đứng giữa cái cầu thì hai bên núi non trùng trùng điệp điệp luôn các bạn, rất là đồng quê luôn ha. Wow. Thì có thể các bạn nào thích đến đây thì check in ở đây cũng đẹp nha các bạn. Thì Ninh sẽ bắt đầu check in chụp một số tấm hình đẹp ở đây ha. Thì nếu có dịp thì các bạn cứ đến đây tham quan nha. Rồi, bye bye. A few moments later.
sau khi mà Ninh đi ăn phở trắng kèm vậy ha, thì Ninh cũng muốn qua thưởng thức cái bún ngô hoặc phở ngô các bạn. Tại vì nghe nói đặc sản thì giờ này 8:45 vẫn còn kịp, tới 9:00 mà hết ha. Thì bắt đầu Ninh sẽ vào ăn các bạn. Hồi nãy anh ăn phở rồi, giờ ăn miếng nha. Bún hả? Ok. Sáng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp lại Sơn ha. Thì Sơn sẽ cùng với Ninh review cái bún phở ngô này ha. Rồi, ok. Hello, mình chào mọi người nha. Ừ. Mình có bún ngô phở ngô ấy. Thì sợi phở, cái sợi bún nó làm từ ngô mình nghiền ra thành sợi ấy. Thì nó sẽ rất là khác biệt so với loại bún phở bình thường. Đây là sợi bún mọi người nha. Wow. Đặc trưng của ngô trên này á. Nhưng mà mình làm cách thức như sao mà nó dính là được gì hay gì Sơn? Mình có máy làm ấy ạ. Máy hả? Vâng. Tức là mình đưa cái bột ngô vô, vâng, hay là hạt ngô vô? Mình đưa hạt ngô xong mình xay nhuyễn nó ra xong làm sợi nghiền ra. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Nha, rất là đặc sắc đó các bạn, nên là nên phải cố gắng chạy nhanh về để lên đây chúng ta kịp giờ ha. Ăn bún mình có thể ăn kèm với thịt bò ấy. Kèm với thịt bò hay em? Là nạm bò mọi người ạ. Nạm bò. Chỗ này ngon là quá. Thịt bò này là ở chỗ ngực của bò ấy. Ngực của con bò. Ồ, các bạn thấy không? Hấp dẫn ngon không các bạn? Ngon ha. Rồi. Nguyên nạc. Nguyên nạc luôn. Ok. Còn đây là hành. Hành với rau mùi. Hành với rau mùi. Ở đây mình thấy những cái món mà nước đó các bạn đặc biệt nha, đều là có hành với rau mùi hết ha. Ngoài ra mọi người có ghét ăn thịt bò thì mình thấy có trứng. Trứng chiên luôn. Trứng ốp, trứng rán, trứng chiên cho mọi người. Ồ, wow, cái này hay quá em. Ngoài ra còn trứng trần cho mọi người. Trứng trần hả? Rồi, coi, em nói luôn cái này đi em. Wow. Đây là phở mọi người nhé. Phở ngô nghe các bạn, các bạn thấy cái phở ngô nó màu vàng nhìn đẹp không các bạn? Màu đẹp quá ha. Trưng của ngô trên này. Wow, đẹp quá ha. Nè. Wow, đẹp ha. Màu vàng rất là đẹp em ha. Màu vàng. Mình ăn vào nó sẽ có vị sần sật. Sinh sực hả? Sinh sực. Và thơm mùi ngô. Đúng rồi em. Hay quá. Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu, còn nước dùng thì sao em? Nước dùng thì mày làm từ cái gì? Nước dùng này thì làm từ cái gì? Nước là mình trần qua thôi ạ, nước trắng mình trần qua, nước dùng ở trong cái nồi này. Nước dùng trong cái nồi này. Wow, em có thể mở lên cho mọi người xem không? Wow, các bạn ơi. Nguyên một cái nồi nó bự. Nước dùng là mình từ xương gà. Xương gà. Mình có thể ấy lên cái. Mình lấy cái giá mình ấy lên cái coi cái thử này. Nhìn thế nào. Wow. Ồ, các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Khá là nhiều gia vị trong này luôn ha em. Wow, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Em có thể chia sẻ số gia vị trong này không? Trong này có rất nhiều là gia vị trong này. Hay ha. Hoa hồi quế. Nhiều loại. Nhớ hết ok. Rồi, bây giờ anh sẽ ra ngoài anh ngồi chờ thưởng thức ha. Tiếp theo anh Độ ha, anh Độ anh sẽ là người làm chính nha, chế biến chính cái này cho các bạn ha. Tại vì Sơn thì Sơn không chiên các bạn, chứ không chiên về cái món nước này. Mình tràn qua nước ha. Cái này là bột canh ha. Dạ. Yeah.
ngon các bạn. Ngon ha. Ừ. Tài sản thì nên review sơ qua cái chỗ ăn luôn nha các bạn. Thì ở đây họ có cháo súp nè. À, cũng rất là ngon nha các bạn. Đó, bên đây thì có xúc xích dưới pha tê chiên nha các bạn. Nhìn cũng ngon ha. À. Bên đây thì có pha lan hấp với ngô luộc. Wow, nhìn hấp dẫn ha. Hấp dẫn đó các bạn. À, thì có trái cây ở giữa các bạn. Bạn thấy không? Có trái cây, có rau, có bơ. Bên đây thì có cơm rang với mì xào các bạn. Cũng hấp dẫn ha. À. À. Đây này có xôi. Có xôi sườn chua ngọt. Wow, nhìn con hấp dẫn nha các bạn. Bánh ngô. À, bánh ngô. Bánh ngô. Hầu như ở trên này các bạn, người ta rất là làm nhiều cái nguyên liệu về ngô ha. Nên thấy nhiều nguyên liệu về ngô lắm. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Rồi. Thì nói chung là đồ ăn thì chất cơ bản thôi các bạn. Có trà, có cà phê. Và bên đây có ba loại nước. À, sữa ngô, trà xanh, nước ép cam. À, nhìn rất là hấp dẫn nha. Mình sẽ lấy mọi thứ một chút để lợi review tới các bạn nha. Thì giờ thì các bạn sau một thời gian góp nhặt ha, nên lại góp nhặt thêm một số món cơ bản nữa. Thì ở đây có một số món mà mình muốn thử đặc biệt nha các bạn. Đó chính là trà xanh. Trà xanh của người Hờ Mông nha, nó làm rất là đặc biệt. Thì cái bữa mình đi vào các bạn check-in thì người ta cũng cho mình dùng cái welcome drink á. Có rồi ha. Thì thứ hai nữa là sữa ngô. Sữa ngô các bạn. Đó. Thứ ba là cái trà. Thì nên cũng biết cái trà này là của ở đây làm hay ở đâu ha. Thử thử luôn rồi. Wow, trà xanh cực phẩm, cực kỳ ngon các bạn. Đó. Thì đây có một cái bánh ngô với một số cái cơ bản ha. Quan trọng nhất là cái phần này nha các bạn. Quan trọng nhất là hai cái tô này ha. Một tô phở gà và một tô bún ngô. Bún ngô phở ngô, đúng rồi, bún ngô phở ngô. Thôi nên sẽ ăn trước cái tô bún ngô nha các bạn. Wow, hấp dẫn quá. Thật sự Ninh cũng giống như hồi nãy nha, giống như là phở tráng kiềm á, thì Ninh sẽ không đem gia vị gì hết. Để Ninh thử coi gia vị này ngon cỡ nào. Tại ngày nãy ngày Sơn nói các bạn, nó rất nhiều loại gia vị tổng hợp vô, tới nỗi mà Sơn còn không nhớ hết nữa các bạn. Wow, ngon các bạn ơi, ngon ha. Dưới thứ hai nữa là cái nồi mà áp suất để mà nấu cái nước dùng mà các bạn nhìn hấp dẫn quá ha. Nãy các bạn thấy ha, hấp dẫn lắm nha. Để ăn thử coi nó ngon cái nào. Wow, các bạn nhìn nè. Wow. Ngon các bạn. Cái bột ngô á, nó giòn giòn, nó dai dai. Nhai nó sực sực các bạn. Đã lắm, nói chung là ăn cảm giác nó ngon mà. Thơm mùi ngô nữa. Còn cái thịt này các bạn. Giống như nãy Sơn chia sẻ rồi ha, ăn rất ngon, nói chung là thử. Những cái nguyên liệu ở trên đây các bạn. Nên ở đây được 2 ngày, những nguyên liệu rất ngon, ăn rất thích. Ngon lắm, nói chung mình đồ ăn rất là tươi ngon các bạn. Và các bạn thấy giống như nãy mình đã nói rồi á, cái nước đó các bạn, không bao giờ mấy cái món nước đó không bao giờ mà thiếu hai cái này ha, hành với giống như ngò thơm á các bạn, ngò thấy không, không thể thiếu, nói chung là luôn luôn có. Rồi. Còn mọi thứ còn lại thì cũng cơ bản thôi bạn, nước dùng thì rất là ngon nha, nó ngọt thành ha, nó cũng ngọt thành thôi, nói chung là cũng trắng ngọt thành, chung mọi thứ đều rất ngon. Sẽ ăn cái phở ngô luôn nha các bạn. Để thưởng thức thử cái cọng phở như sao. Cọng phở này mỏng hơn cái cọng phở tráng kiềm nãy ha. Tại làm từ ngô mà. Kia nãy làm từ bột gạo đúng không các bạn. Làm từ ngô ha. Các bạn nhìn nè. Giòn giòn. Cũng y như vậy thôi. Nhưng mà cái bánh này, cái bánh nó dài hơn thôi các bạn. Mọi thứ đều y như vậy ha. Một loại thịt nó rất là ngon ha. Bánh ngô nha các bạn. Wow. Ở đây hầu như mọi nguyên liệu của ngô được
giống như tận dụng tối đa luôn các bạn, hạt ngô á là mọi loại bánh luôn. Ngon ngon béo béo thơm 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 đó các bạn, ăn thử cái thơm á, thơm lắm nha, giống như là ngô luộc xé nhỏ. Là 11:45 ha, thì Ninh bắt đầu trả phòng và check out khỏi đây, và cổ sẽ là người đưa Ninh xuống và sẽ đi tới thị trấn Đồng Văn nha các bạn. Tiếp theo đây mời các bạn khám phá tiếp hành trình thị trấn Đồng Văn ha, cây cô đơn, rồi nhà của Bao và nhà vua mèo, sau đó sẽ là mèo vạc và sông Nho Quế nha các bạn. Đi cùng Ninh nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.